Một kỷ niệm vào ngày 20 Một kỷ niệm vào ngày 28 tháng 10 năm 2019. Gửi mẹ yêu, mà hôm nay con muốn kể cho mẹ nghe về những điều con muốn mẹ và con cùng làm ở năm 30 tuổi. Khi ấy hẳn là mẹ cũng gần chạm đến mốc 60 rồi, nhưng con mong rằng tất cả chúng ta có thể hãy cùng đi du lịch, có thể là trong nước hoặc ngoài nước cũng được, nhưng vui và cùng nhau là được. Con có vấn đề gì với mẹ không? Thì mẹ con thì đa số là đều ủng hộ con, mà có một số lúc thì con vẽ xong rồi con muốn khoe cho mẹ coi, cái xong rồi mẹ sẽ nói là trời, việc kiểu như là mẹ đang làm việc, mẹ nói thôi tí mẹ coi, cái xong rồi tí con nói với mẹ, cái mẹ nói là mẹ mệt rồi, mẹ sẽ kiểu mẹ không muốn nghe tới những chuyện đó nữa, mẹ chỉ muốn nghỉ ngơi. Thì con cũng hiểu là mẹ mệt, mỗi lúc mà con muốn chia sẻ gì đó với mẹ thì có thể là mẹ bận việc gì đó, mẹ không nghe, giả sử mẹ không nghe cũng không sao đi, coi như là con tự chơi tự vui đi. Mà sau đó mỗi khi mà con có chuyện buồn gì á, mẹ mới nói là sao trước giờ con không chia sẻ cho mẹ, con không nói cho mẹ nghe, kiểu vậy. Người ta hay bị quên nhau nhờ, đúng không? Mình buộc con bé nó phải, tại vì trong cuộc sống con bé nó sẽ va chạm rất là nhiều người, và ngay cả người yêu, ngay vợ chồng với nó. Nhưng mà một ngày người ta mệt, mẹ là một cá thể, con cũng là một cá thể, mẹ không phải thùng rác của con và con cũng không thể thùng rác của mẹ. Cho nên lúc mẹ đang bực bội, mẹ đã nói Quỳnh, mẹ đang bực bội thì con đừng có cố gần mẹ chia sẻ một cái điều gì đó. Nhưng mà mẹ biết không, Quỳnh là Quỳnh, yeah. Quỳnh là một cô bé mười mấy tuổi, và cảm xúc mà người ta cần chia sẻ đó, nó không phải cái dạng mà mình dặn cái vòi nước rồi khi nào đầy thì thôi mình khóa cái van. Nó muốn bung lúc nào nó bung. Mình nói là rất là dễ, khi mà gặp một cái tình huống ở đó đôi khi mình không có kiểm soát được. Đó quý vị, đây, cái khó của làm cha mẹ là chỗ này nè. Chúng ta hay nói với nhau cái câu làm ba mẹ khó lắm. Thực ra khó cái gì? Đó là một cái khó đó, cái kiểm soát. Vì lúc mình đang rất là mệt, mình đang đi làm về mệt, chạy xe ở ngoài đường về mệt, mẹ mẹ cứ chơi với con nè, tao mệt quá, tao đang mệt mà, đợi tao xíu đi. Có nghĩa là giới hạn nào, giới hạn nào là cái giới hạn của mình, và cái giới hạn nào là cái giới hạn của tình mẹ con, của sự hy sinh. Chính xác. Gia đình em có hạnh phúc không Quỳnh? Dạ, theo em thì cũng được coi là hạnh phúc, và em cảm thấy là may mắn, bởi vì cũng là một gia đình hạnh phúc hơn, em biết là hạnh phúc hơn rất là nhiều người. Thì gia đình em thì có mẹ với em với một đứa em trai. Một đứa em trai còn lại thì đang sống với bố. Dạ, ly hôn rồi. Bây giờ lại hỏi tiếp là thế tại sao gia đình em ly hôn mà em lại nói rằng là hạnh phúc hơn những gia đình khác? Tại vì em cảm thấy là cái gia đình hiện tại của em với cái gia đình hiện tại của em có thể là nó không phải là một cái gia đình mà lý tưởng. Nhưng mà em cảm thấy là như vậy là đủ rồi, như vậy là đã đủ hạnh phúc. Và em cảm thấy là cái gia đình hiện tại là hạnh phúc hơn trước kia rất là nhiều rồi. Em thoải mái khi bố mẹ sống như vậy đúng không? Dạ, em cảm thấy như vậy cũng là tốt hơn cho hai bên. Thà rằng mình sống một mình nhưng mà mình hạnh phúc, còn hơn là mình cố gắng cưỡng ép bản thân để sống cho hạnh phúc của một người khác mà nó lại làm mình đau khổ. Mẹ có nghĩ rằng là cái quyết định buông tay của mẹ là Quỳnh đã tác động cực kỳ lớn không? Quỳnh ép. Nhưng ly hôn nó không thuộc về phạm trù đạo đức, nó thuộc về giải pháp. Người lớn nghĩ rằng là chúng ta giữ một cái gia đình đầy đủ về số lượng người, đó là một sự hạnh phúc với các con. Nhưng thực sự em nghĩ các con có chính kiến, có quan điểm, có trải nghiệm cuộc sống riêng, và tự các con định nghĩa hạnh phúc một cách rất khác. Nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Anh thấy cái cách nhìn nhận của em về cái câu chuyện gia đình em nó cực kỳ trưởng thành và nhìn nhận một cách văn minh. Em luôn nghĩ cho những thành viên khác trong gia đình em có một cái góc độ nào đó tích cực, và anh hy vọng là em sẽ mãi giữ những cái suy nghĩ đó và tiếp tục sống cho mình những cái ngày tháng còn lại như là mình phải hạnh phúc trước, rồi mình sẽ lo cho những người khác hạnh phúc hơn. Tôi đang bắt đầu thắc mắc là hai cái bạn này là mẹ lo cho hay là hai bạn phải lo ngược lại cho hai bà mẹ? Lo ngược lại đó. Cái mình cảm thấy mình có lỗi, tại vì mình nghĩ là con bé nó không biết. Mình cảm thấy mình
Đó, lại là một cái dính mắc nữa là chúng ta hay bị vậy nè. Chứ con mình không biết đâu. Chắc từ nhỏ nó không biết đâu. Nói chung cái câu chuyện của con với mẹ là mình nói hoài, có một đời nó không hết. Cái này là mình nói thật. Chính xác là như vậy. Thì bây giờ mà ngồi lại mình nói chuyện xưa thì dĩ nhiên là một người mẹ nào thì giống như mình hoặc là chị cũng đều nhận là cái sai của mình hết. Nhưng mà ít nhất mình biết được cái sai đó. Đúng rồi. Để mình... Đúng. Mình biết được cái sai đó, mình cùng con bước theo những cái đoạn đường tiếp theo của cuộc đời. Thay đổi. Thay đổi cuộc đời. Có nghĩa là dán, chọn một cái giải pháp. Chính xác. Trên lên có những cái cuộc nói chuyện như vậy để mình hiểu nhau hơn. Đôi khi mình nói, ờ tao hiểu mày quá, tao hiểu mày quá. Toàn là hiểu lầm không, đôi khi đó là sự... Thật ra thì từ lúc con còn nhỏ thì chỉ có một mình mẹ nuôi con thôi. Cho nên là mẹ là người lo cho con từ nhỏ luôn. Là mẹ luôn phải một mình chống đỡ từ bàn tay trắng nuôi con lên tới tận bây giờ. Thường con sẽ làm nhiều chuyện vì mẹ hay mẹ sẽ làm nhiều chuyện vì con? Con đã từng nghĩ là con làm nhiều chuyện hơn. Nhưng mà thật ra là mẹ con âm thầm làm nhiều thứ. Những cái lúc mà mẹ bị mệt nhưng mà con phải đi chạy chương trình hay là như thế, mẹ vẫn cố gắng, mẹ đi theo con, mẹ vẫn chăm sóc, mẹ vẫn đem đồ ăn, mẹ vẫn dọn đồ, mẹ vẫn làm hết. Sau khi về nhà thì mẹ mệt, mẹ nằm luôn. Có một bữa mà mẹ bị mổ nhưng mà mẹ giấu con không gặp mẹ tầm gần một tháng trời. Mẹ giấu con, mẹ nói là mẹ đi du lịch. Lúc đó còn nhỏ lắm, con chỉ nghĩ là chắc là mẹ đi chơi, mẹ vui quá, mẹ không nói chuyện với mình nữa. Con liên lạc với mẹ con không bắt máy. Sau một tháng đó, lúc mà mẹ đi về thì mẹ ôm cái bụng, mọi người mới nói là thật ra là mẹ bị cái phần mà ruột bị vấn đề và phải mổ gấp. Rồi mẹ giấu, thì lúc đó là con đi học, con mẹ sợ là con sẽ bị sa sút, mà lúc đó là đang thi nữa. Vì sao lần đó mình không muốn cho con biết? Nhỏ quá, với mình chẳng không muốn ai lo cho mình. Mình nằm bệnh viện mà thật sự gia đình cũng không ai biết. Chỉ có người làm, có một người làm. Mẹ con có bao giờ làm cho con bị thất vọng? Có một cái khoảng thời gian là con với mẹ không nói chuyện với nhau. Hồi đó là cấp 2 là cái thời điểm con nhạy cảm nhất. Con gặp rất là nhiều chuyện trong trường, trong lớp. Nhưng mà lúc mà về nhà thì chắc là mẹ đã diện đồ, mẹ nói là thôi nay mẹ đi chơi nha con. Mẹ đi chơi, tối khuya mình cũng ráng mình đợi mẹ mình về để mình nói chuyện. Xong cái mình gọi thì mẹ nói mẹ đi chơi, con đừng có gọi nữa, con phiền quá. Thì những cái lúc đó là một đứa trẻ cấp 2 đang rất là cần sự chia sẻ thì lại bị chỉ có tự ôm gối khóc và thiếp đi thôi. Cái đỉnh điểm cao nhất của cái vấn đề này là khi nào? Mẹ không đi chơi thì mẹ sẽ là ngọn thức tới sáng để mà chơi game. Có một bữa cái con nói làm sao mẹ chơi hoài vậy, mẹ không lo cho con. Nó là cãi lộn không biết sao cãi lộn, rất là như là con bị buộc mẹ con hổn với mẹ. Là hai mẹ con ôm nhau khóc mà. Con nghĩ là đêm đó là cái đêm đỉnh điểm nhất. Thế sau đó mọi chuyện nó cân bằng lại như thế nào? Sau hồi đó thì mẹ con không đi chơi nhiều nữa. Và mẹ tự con với mẹ tự ngồi suy nghĩ với nhau, mỗi người một phòng. Và cả hai không nói chuyện với nhau tầm 2-3 ngày gì đó. Tới bây giờ con mới hiểu là mẹ con sinh con rất là sớm. Một cái cuộc hôn nhân đổ vỡ. Và mẹ đã phải nuôi con từ lúc mà có thể nói là thanh xuân của mẹ là dành hết cho con. Mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn. Đến lúc mà con đến cái độ tuổi đó thì mẹ đã... Mẹ không còn thanh xuân. Mẹ đã mất hết. Cho nên đến bây giờ mẹ... muốn tìm lại. Dạ. Trong câu chuyện này rất là khó để nói là ai là người sai nhiều hơn. Là bởi vì nếu như mỗi người có một cái góc nhìn thì họ luôn nhìn về cái góc của mình.
Nên hai cái góc nhìn nó khác nhau, chứ không phải là vì chúng ta không thương nhau. Tại vì nếu không thương nhau, mẹ con sẽ không thay đổi và không có cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Rồi bây giờ tại sao con mặc cái váy? Bây giờ con lại mất đi cái điều đó, mất đi cái sự dịu dàng mà mình mong muốn có. Bây giờ con lại tự tìm lại cho mình, con thấy không? Cũng như cách của mẹ con tự tìm lại sự tự do cho cô ấy. Dạ đi, em đã là mẹ của hai đứa con rồi đúng không? Có bao giờ một khoảnh khắc nào đó trong đời em tự gào lên là tại sao tôi phải sống vì quá nhiều thứ như vậy? Bản thân em là người rất là sợ sự cô đơn, cho nên là em cũng không bao giờ muốn là mình được một mình hết. Nhưng mà có thể là từ lúc có gia đình tới giờ thì em chưa bao giờ được là chính em, kiểu như là em chưa bao giờ có được những cái ngày mà có thể ngồi cà phê hay lê la ngồi với bạn bè em. Nhưng em có muốn không? Đôi khi em muốn. Và có một lần, và em nhớ hoài suốt cuộc đời, và không bao giờ em hứa là em tự dặn với lòng là không bao giờ em để cho cái điều đó xảy ra nữa, là em đã từng đánh con. Lúc đó em mới có 23 tuổi thôi, là em đã hai đứa con rồi. Em không có suy nghĩ được gì nhiều hết. Và lúc đó thì em nhớ là em đi làm, một tay em ẵm con, một tay mách cúp. Thì lúc đó bánh mì nó còn rất là nhỏ, nó mới 2 tuổi thôi. Và nó cứ khóc, nó không cho em đi làm. Mà nếu như thời điểm đó em không đi làm thì kinh tế không đủ lo cho con. Vậy không biết lúc đó em stress tới mức mà bên này con cũng khóc, đằng kia con cũng khóc, mà nó cứ không cho mẹ đi làm. Thì lúc đó em quá tức, và tự nhiên em tát bánh mì một cái. Tự nhiên nó đang khóc, một đứa con nít 2 tuổi nó đang khóc, tự nhiên nó im bặt vậy nè, nó nhìn em. Và tự nhiên lúc đó là em ôm con em khóc luôn, ba mẹ con ôm nhau khóc. Và lúc đó là em cảm thấy là trời ơi, em sai rồi. Hình như là mình hơi bị thiếu trách nhiệm với con, nghĩa là đáng lẽ là mình phải có một cuộc sống đầy đủ hơn để khi mà con sinh ra nó không phải chịu những cái vất vả như vậy. Cho nên là cái điều đó nó cứ đấm rứt em hoài. Và đến thời điểm bây giờ em cứ nghĩ là thôi kệ, mình cứ dẹp bỏ những cái riêng của mình đi. Mình có gia đình rồi và có con rồi thì tất cả mọi thứ mình hãy dành cho con. Có bao giờ em nghĩ ngược lại là đáng lẽ mình không nên có con và lúc mình chưa có kinh tế tốt nhất, tự trách bản thân mình? Em đã từng suy nghĩ như vậy. Thời điểm đó là em cứ thức đêm hoài và em ngủ, tại sao tôi lại như vậy, tại sao tôi lại khổ như vậy. Và bạn bè đồng trang lứa thì nó được đi diễn, nó được tung tăng thoải mái, trong khi tôi mới 2-3 tuổi đầu ôm hai đứa con như vậy. Em stress khủng khiếp. Em nói tại sao vậy, tại sao có thể, ủa tôi tại sao cái tuổi này của tôi phải ngồi như vậy, tôi phải giữ con vậy, tôi không cam tâm điều đó. Thì giống như là vĩ dạ bây giờ mình cũng giống như hồi xưa, mình mới 2-3 tuổi ẵm đứa con 1 tuổi để nuôi. Trong thực sự không có và tiền. Và đó có thể là một cái nguyên nhân trực tiếp cho cái câu chuyện mà có 2 năm quyết định đi chơi. Đúng rồi, có nghĩa là mình nói hồi tao lo cho mày đủ, tao mệt rồi. Có nghĩa là đến cái ngưỡng đó mình bị tuôn trào và quyết định là phải tìm lại tuổi trẻ. Tức là tuổi trẻ mình không có được chơi. Cái dù là mình tuổi trẻ mình không có được chơi, bây giờ mình chơi lại giống như là cứ chơi cho nó thỏa đáng, chơi cho nó đúng cái nghĩa là bù đắp lại. Em vẫn ủng hộ các bà mẹ và các ông bố. Trước tiên quý vị phải là những người hạnh phúc. Chúng ta mà cắn đắng với cái cuộc đời của mình, dĩ nhiên là chúng ta không thể nào lan tỏa một cái năng lượng nào tích cực cho con. Cho nên khi mà nghe cái tâm sự của bé, em cảm giác em sợ, nó có bao giờ đến một lúc nào đó mình ở cái độ tuổi của mẹ bé mình lại có những cái suy nghĩ như vậy và mình lại bất đồng quan điểm với con. Và mình muốn tìm lại cái thanh xuân của mình. Đúng rồi, em sợ. Bây giờ thì thưa quý vị, từ nãy giờ chúng ta nghe câu chuyện của hai bạn nhỏ và tôi vô cùng cảm động là ngày hôm nay hai bạn nhỏ của tôi quá là trưởng thành. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại hai người mẹ để có thể chia sẻ nhiều hơn nhé. Xin mời. Quý vị và các bạn đã trở lại với tụi Teen. Ở đây vô tình tôi có hai lá thư các chị ạ. Tụi nó viết
trước khi tụi nó tham gia cái chương trình, mình có sẵn sàng để nghe lá thư của hai đứa con chưa nhỉ? Ok. Chúng ta cùng lắng nghe lá thư của bạn Tina dành cho mẹ mình nhé. Gửi mẹ. Thông qua chương trình thì mẹ con mình sẽ hiểu nhau hơn mẹ nhỉ. Con không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu con viết thư gửi cho mẹ rồi. Từ nhỏ đến lớn thì chỉ có mẹ với con nương tựa nhau mà sống thôi. Nên việc gì con với mẹ cũng kể cho nhau nghe. Nếu mà có một việc mà con muốn làm với mẹ nhất là lúc 30 tuổi, thì con mong muốn rằng chúng ta sẽ có thể hoàn thành được việc đi du lịch vòng quanh thế giới mà con với mẹ đã từng to nhỏ tâm sự. Mình sẽ gác hết công việc, lịch trình và dành thời gian cho nhau. Không biết chừng sẽ có một sự hiện diện của người yêu thương của con hoặc của mẹ. Và con mong mẹ sẽ sống thật vui. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống của riêng mình mẹ nhé. À, nhớ dành thời gian cho con nữa nha. Love you 3000. Con thấy mấy năm qua là mẹ sửa lỗi đúng không? Mẹ có tiến bộ đúng không? Với là mẹ mà có tiến bộ thì nó cũng là một cái quá trình không có đơn giản. Vì mẹ rất là cứng. Cứng ở đây là cứng đầu, mạnh mẽ. Ít có khi nào mà nó tiếng xin lỗi Na lắm. Tại vì mẹ nghĩ là mẹ có quyền điều đó. Mẹ có chương trình, mẹ có quyền thì kỳ quá, xấu quá. So sorry. I'm sorry. Mà ít nhất con biết được con là cuộc đời của mẹ, con là hơi thở của mẹ, là những gì mà mẹ cho con ngày hôm nay. Mẹ rất là cố gắng. Sau cùng, cho cùng một chân nữa, mẹ rất là may mắn khi mẹ có con. I love you. Thì xấu hổ quá thì xin mời gia đình thứ hai. Một kỷ niệm vào ngày 20, một kỷ niệm vào ngày 28 tháng 10 năm 2019. Gửi mẹ yêu, con từng đọc được năm con người ta 30 tuổi là năm đánh dấu một cái mốc đặc biệt của cuộc đời. Tuy mẹ luôn dạy con rằng là hãy sống với hiện tại, nhưng mà hôm nay con muốn kể cho mẹ nghe về những điều con muốn mẹ và con cùng làm ở năm 30 tuổi. Khi ấy hẳn là mẹ cũng gần chạm đến mốc 60 rồi. Nhưng con mong rằng tất cả chúng ta có thể hãy cùng đi du lịch, có thể là trong nước hoặc ngoài nước cũng được, nhưng vui và cùng nhau là được. Con cũng muốn mẹ cùng tham gia với con một khóa học vẽ để mẹ có thể hiểu được niềm vui và cảm nhận tuyệt vời của con. Con mong rằng khi ấy mẹ có thể cùng con tận hưởng một chút cảm giác vui vẻ khi con chơi game mẹ nhé. Con cũng sẽ sẵn sàng đi nhà sách chụp hình với mẹ. Con sẽ dành thời gian cho mẹ thiệt nhiều vì con yêu mẹ nhiều lắm. Con yêu của mẹ. Cái người viết lá thư này cho tôi thấy là dù có trưởng thành hơn cái độ tuổi của mình, nhưng cái người viết lá thư cũng là một đứa trẻ. Nhưng mà chắc chắn mẹ sẽ cũng có lời hứa gì đó với con sau chương trình nha. Cũng thử một lần chia sẻ đi nào. Cách đây khoảng một năm là mình đã nhận ra được điều đó. Mình đang làm 3 công việc. Mình giảm lại còn 2. Và tới thời điểm này thì mình chỉ giảm lại còn 1. Bởi vì Quỳnh nó không giống như những đứa trẻ khác. Và đứa em trai cũng vậy, không đòi hỏi vật chất nhiều. Và mẹ quyết định là mình cứ ở một cái chung cư bé đó, nhưng mà mẹ sẽ có thời gian cho các con. Mẹ yêu con.